Có một chiều tháng năm, Đỗ Trung Quân. Thầy có nhớ con không? Tôi giật mình nhận ra người đàn ông áo quần nhếch nhác, người đàn ông gầy gò ngồi sau tủ thuốc ven đường. Thầy còn nhớ con không? Câu lặp lại rụt rè, rơi và im lặng. Hoa phụ tháng năm rơi đầy vỉa hè, rụng xuống trên vai người thầy học cũ. Không, xin lỗi, ông lầm. Tôi chưa từng dạy học. Xin thối lại ông tìm thuốc. Cảm ơn. Cuộc sống cho ta nhiều quên, nhớ vui buồn. Thầy học cũ 10 năm không lầm được. Thầy học cũ ngồi kia, giấu mình sau tủ thuốc, giấu mình sau hoa phượng rụng buồn tênh. Con biết nói gì hơn, đứa học trò tôn sư, người thầy cũ lại chối từ kỷ niệm, chối từ những bài giảng dạy cho người đứng thẳng, biết yêu anh em, đất nước, xóm giềng. Đứa học trò vào đời với trăm nghìn giông bão, bài học ngày xưa vẫn nhớ mãi không quên. Bên hè phố im lìm, vành nón sụp che mắt nhìn mỏi mệt. Câu phủ nhận phải vì manh áo rách, trước đứa học trò quần áo bảnh bao. Tôi ngẩn ngơ đi giữa phố xá ồn ào, những đứa trẻ con tan trường đuổi nhau trên phố. 10 năm nữa, đứa nào trong số đó sẽ gặp thầy mình như tôi gặp hôm nay?